đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đó là hướng đi của chính quyền và nhân dân xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ, chính quyền xã Thuận Yên xác định trong xây dựng nông thôn mới, đó là đẩy mạnh phát triển sản xuất, mang lại đời sống sung túc cho người dân. Theo đó, Hội Nông dân xã đã phát động các phong trào thi đua trong nông dân, đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả nhằm sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Chị Lê Kim Tiền, ngụ ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, từ khi được Hội Nông dân vận động tuyên truyền cải tạo vườn tạp trên diện tích 600m², chuyển sang mô hình nuôi gà với 15.000 con gà Bình Định. Sau 3 tháng, gia đình chị bán được khoảng 550 triệu đồng, đời sống chị thế cũng ngày càng nâng cao. Gà này thì lại giống tốt nên mình cũng đem về mình nuôi, rồi nhờ của bên công ty Cargill á, rồi công ty Mỹ, công nghệ Mỹ của người ta, rồi thức ăn nó cũng tốt nên gà nó cũng dai nên được chất lượng cao. Trong năm 2021, Hội Nông dân xã Thuận Yên đã phát động các chi tổ hội, hội viên nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Qua đó có 294 hộ đăng ký. Kết quả có 170 hộ đạt nông dân sản xuất giỏi, trong đó có 147 hộ đạt cấp xã, 20 hộ đạt cấp thành phố và 1 hộ đạt cấp tỉnh. Trong năm xây dựng thêm một chi hội đánh bắt hải sản gồm 17 thành viên và một tổ chăn nuôi gà thả vườn gồm 5 thành viên. Kết quả vận động giúp 2 hộ viên nông dân vượt qua khó khăn, giúp các hộ làm thủ tục hồ sơ xin vay vốn ngân hàng chính sách xã hội thành phố, mỗi hộ từ 20 đến 30 triệu đồng để chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Mà còn chưa cao, chưa tốt á, thì mình cũng đang tiếp cận để mình chuyển đổi những cái mô hình cho hội viên người ta để làm kinh tế. Hiện nay cũng đang để hướng tới là thực hiện cái xã nông thôn mới nâng cao, thì Hội Nông dân thành phố Hà Tiên cũng có cái phát động là phong trào là hội viên nông dân là cố gắng là phát triển kinh tế gia đình, hộ gia đình là từ chuyển đổi từ cái cây trồng vật nuôi, từ cái việc mình làm là tự tiêu, tự sản tự tiêu để cái kỹ thuật cao. Hiện nay xã Thuận Yên đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời xã Thuận Yên cũng đang tập trung quy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất cả năm 803 tỷ 026 triệu đồng, tăng 7,04% so với năm 2021, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trong thời gian tới.